Thầy xin giảng tiếp về cái sám quy mạng mà bữa trước. Thì bữa trước chúng ta học đến cái câu mà viên nhất sanh chi Phật quả. Cái chỗ này đó là cái nguyện của chúng ta đó. Đời nay chúng ta chưa đủ điều kiện để thành Phật, nhưng mà ta được gặp Phật Pháp thì chúng ta nỗ lực tu để cho đầy đủ cái tâm đại bi, tròn được cái hạnh của Bồ Tát, để tái sanh cho kiếp sau chúng ta tu mà chúng ta thành Phật. Vì cái điều kiện thành Phật thì đòi hỏi phải đầy đủ hạnh của Bồ Tát. Cho nên trên cái quá trình tu hạnh Bồ Tát, nếu mà hãy ta tu được một cái hạnh nào đó thì một hảo tướng hiện ra, công đức sanh ra. Cho nên cần phải đủ hết cái công đức đó nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới hiện ra được cái thân mà 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức cái thân chuyển luân thánh vương. Cho nên thân chúng ta mà chưa hoàn toàn đẹp như Thái tử Sĩ Đạt Ta thì chưa đủ hạnh Bồ Tát, cho nên không thành Phật được. Vì vậy mà chúng ta biết tất cả mọi người chúng ta từ khi Đức Phật ra đời cho đến hôm nay thì bao nhiêu người tu nhưng mà không ai thành Phật, chỉ duy nhất Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật mà thôi. Là vì Ngài đã đủ được cái hạnh của Bồ Tát rồi. Cho nên cái hạnh đó nó thể hiện trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức cái ngoại hình. Cái điều thứ hai là gì? Tức là tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt, tức là hiểu được hết tất cả các pháp môn tu. Đã học hết cái đó rồi, cho nên Ngài có một cái sự hiểu biết mà người thường không có. Bảo là mới 12 tuổi thì tất cả các cái ngôn ngữ ở trên đất Ấn Độ đó Ngài đã biết hết. Tất cả kinh điển triết học của Ấn Độ đó Ngài biết được hết. Giáo sư chỉ đọc qua một lượt là Ngài nhớ được hết tất cả. Còn nếu mà chúng ta tu Kinh Pháp Hoa ngày nay đó, Đức Phật nói ta chứng được một cái triền Đà La Ni đã quý rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, là cái điều quan trọng nhất đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, làm sao mà chứng cho được cái Đà La Ni đầu tiên đó, tức là cái triền Đà La Ni. Thì cái triền Đà La Ni đó là gì? Tức là cái khi mà ta nghĩ tới Đức Phật thì lúc bây giờ Đức Phật luôn hiện hữu ở trong đầu chúng ta, luôn hiện hữu ở trước mặt chúng ta, hiện hữu ở trong lòng chúng ta, không có một cái gì có thể chen vô được hết. Thì đây ta gọi là triền Đà La Ni. Còn hiện giờ chúng ta tu hành, nhiều khi miệng chúng ta đọc kinh nhưng mà tâm chúng ta nghĩ khác mất rồi. Cho nên chúng ta còn cách Phật xa là cái lý do đó. Thế nên được cái triền Đà La Ni thì chúng ta tiến thêm cái nữa là pháp âm phương tiện Đà La Ni. Thì ta nghe các Đức Phật thuyết pháp được và ta hiểu được những cái ý lời của Đức Phật
và ta áp dụng trong cuộc sống tu của chúng ta. Còn hiện giờ đó thì nhiều khi chúng ta nghe nhưng mà ta hiểu khác đi, ta hiểu sai đi, cho nên trên bước đường tu chúng ta nó không có kết quả và nó thọ quả báo. Cho nên trên cái bước đường tu của Thầy đó, từ khi mới xuất gia cho tới ngày nay đó, nhưng mà mỗi ngày đó, thì tụng kinh đó, Thầy hiểu cái nghĩa nó khác đi, nó khác lần đi, nó mới ra đi. Thì cái này trên bước đường tu mình đó, hành Bồ Tát Đạo đó, thì cái hiểu biết mình đó, nó mới thêm ra, nó sáng thêm ra đó, thì như vậy đã tốt rồi, chứ nó không được tròn giống như Đức Phật. Nên Thái tử Siddhartha nghe một lần là hiểu, nhưng mà thậm chí nó là đã hiểu hơn cả ông thầy mình nữa. Cho nên ông thầy dạy mà thái tử thì ông tự nhiên ông sụp xuống, ông lại ông sợ nữa, không dám dạy nữa. Thế bây giờ mình hiểu được cái ý của ông thầy đó thì cái này đã quý lắm rồi. Thầy giảng nhiều khi mình không hiểu, nhưng mà hiểu được cái ý của ông thầy thì như vậy đã tốt rồi. Còn thái tử Sĩ Đạt Ta nữa, là ông thầy ông mới đọc, ông chưa giải thích thì ngài đã hiểu rồi. Cho nên ngài đã giải cho ông thầy nghe, mà ngài giải rõ hơn là cái ông thầy dạy mình. Tại ông thầy ông dạy mình nhưng mà đôi khi đó ông chưa hiểu rốt ráo nó. Nhưng bây giờ đó là vì thái tử Sĩ Đạt Ta đã hiểu rồi, cho nên tái sanh trở lại nữa, ngài nghe, ngài hiểu, mà hiểu rõ hơn, hiểu sâu sắc hơn là ông thầy dạy mình nữa. Thì đây là điều kiện thành Phật. Cho nên ở chỗ này ta gọi là có một cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, không ai dạy mà biết được. Thì đó là cái điều kiện để thành Phật. Trong nhiều đời, nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, chúng ta nỗ lực học hết các pháp môn, tu hết các pháp môn, cho nên tái sanh trên cuộc đời này chúng ta có cái trí tuệ vượt hơn người. Cái điều thứ ba đó là gì? Thành ra ở trong nhiều đời, nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo đó, xả thân để cứu độ hết tất cả các chúng sanh hành Bồ Tát Đạo. Cho nên tái sanh trên cuộc đời này đó, thì mọi người nhìn thấy ta đó, họ coi như là một ân nhân, là tại vì ta đã từng xả thân, ta đã từng cứu họ, cho nên họ nhìn, họ thấy ta, họ quý trọng. Bây giờ trên bước đường tu này của chúng ta đó, mà ta đạt được cái mức thấp, tức là cái người mà thương ta nhiều hơn người ghét ta đó, thì như vậy đó, Thầy nói đã tốt lắm rồi. 50% thương mình mà 50% chống mình đó, này mới ở cái trạng thái trung bình, có thể đọa, có thể lên. Nhưng làm sao mình tăng lên á, cái số người thương mình á, mỗi ngày mỗi đông hơn, thì cái này gọi là hành Bồ Tát Đạo. Còn nếu mà các vị không khéo tu đó, thì cái số người thương mình ban đầu đó, họ bắt đầu họ chán mình, họ bỏ mình, họ xa lánh mình đó, tức là mình mất những người bạn tốt, mất cái chỗ cậy nhờ nữa, là mình biết mình tu sai, gọi là đọa. Làm sao mà mỗi ngày đó, cái người thương mình nhiều hơn, cái người tốt với mình nhiều hơn, thì như vậy biết mình đi vào cái con đường của Bồ Tát tu hành, cho nên trong tương lai mới thành Phật được. Cái này gọi là hành Bồ Tát Đạo. Đó là ba cái điều kiện mà quan trọng nhất cho chúng ta. Cái thứ tư nữa là gì? Tức là có một cái sức khỏe mà phi thường, có một sức chịu đựng không ai có thể chịu đựng nổi. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới có thể vượt qua hết tất cả để mà ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật. Tại vì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Mà ở trong nhiều đời, nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo đó, chúng ta cứu người chứ ta không bao giờ ta hại người. Nếu hãy mà hại người đó, thì tái sanh trở lại đó, ta thường ốm đau bệnh hoạn. Nhưng mà cứu người, giúp người đó, thì cái trường hợp đó sanh ra nó là sức khỏe chúng ta tốt. Cho nên những cái người mà ốm đau bệnh hoạn đó là thường người ta hay phóng sanh.
ta hay cứu người để năng mà trả cái quả báo này đó, cho cái phước ta sanh ra thì chúng ta mới khỏe mạnh. Đó là ở trên cái bước đường tu, khi mà đủ hạnh Bồ Tát rồi đó thì cái trường hợp đó mới thành Phật. Cho nên trong hồi Pháp Hoa đó, các vị Bồ Tát tới nghe Pháp đó, người ta giới thiệu đó, người ta thấy tức là các Bồ Tát này đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não, phải không? Đấy, các vị Bồ Tát này họ đã làm những việc như vậy đó, thì bây giờ đó họ là vị Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa, tức là gần đủ cái hạnh Bồ Tát nhưng mà chưa đủ, cho nên chưa thành Phật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mọi người chúng ta đây nữa, tức là mỗi ngày chúng ta tìm một việc tốt nào đó chúng ta làm, cứ mỗi ngày chúng ta thêm việc tốt, còn cái chuyện xấu thì chúng ta cắt lần, các cái ác nghiệp chúng ta cắt lần. Thành ra cắt được ác nghiệp thì người ghét chúng ta nó bớt đi, thêm được một thiện nghiệp đó là người thương chúng ta tăng lên. Cho nên các vị làm sao cố gắng mỗi một ngày nữa mà mình độ được một người, hay là mình tìm được người bạn tốt. Cho nên chỗ này nó có nhiều người mắc phải cái sai lầm nữa, nghĩ là độ thêm một người hay là tìm một người bạn tốt đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm cách này cách kia, chúng ta lôi cuốn người, chúng ta nói xấu. Cho nên ta có thể thêm được một người bạn nhưng mà không hẳn là người bạn tốt. Một khoảng thời gian thì coi chừng chúng ta trở thành cái người nhiều chuyện mà không ai muốn gần chúng ta nữa, không ai chấp nhận chúng ta. Thì cái này chúng ta lạc qua bên ác ma mất. Đó là trên cái bước đường tu. Bây giờ đã viên nhất thanh chi Phật quả, tức là ngồi Bồ Đề đạo tràng phá ma quân mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác như là Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ đó, khi mà thành xong rồi đó, thì nó có hai việc mà Đức Phật nhắc chúng ta đó. Trên bước đường tu đó, thì đa số chúng ta thất bại là vì thứ nhất đó, là chúng ta chưa được thành Phật, tức là chưa độ được mình còn bị mặt này mặt kia khó khăn. Nhưng mà mình nghĩ tới độ người thì cái chuyện này là cái chuyện sai lầm, cho nên mình đọa. Cho nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Cho nên phải độ mình trước rồi mới độ người, phải cứu mình trước rồi mới cứu người sau. Chứ đừng nghĩ tới một cái mình xả thân cứu người mà không nghĩ tới cứu mình nữa, thì coi chừng mình bị đọa. Mình muốn cứu người chết đuối thì mình phải biết bơi, mình mới có thể cứu người được. Hoặc là mình có cái phương tiện ở trong tay, hay mình có cái phao mình ném xuống cho họ được, thì bây giờ mới cứu người. Chứ có nhiều người họ rất tốt, họ thấy người chết đuối, bạn họ thương quá cho nên họ nhào xuống để họ cứu, thì chẳng những không cứu được người đó mà mình cũng mất mạng luôn. Nên trên cái bước đường tu chúng ta nên cân nhắc. Nên trong Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy chúng ta có một lời nguyện gọi là thệ nguyện an lạc. Thấy chúng sanh đau khổ, thấy mình thương, mình muốn cứu nhưng mà mình không có khả năng cứu đó, thì nên hẹn lại, gọi là thệ nguyện. Bao giờ tôi thành Phật, tôi trở lại cứu. Bao giờ tôi có điều kiện cứu thì tôi sẽ cứu. Bao giờ có điều kiện độ thì tôi độ. Nên hồi còn nhỏ học Kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng có nhắc Thầy một điều nữa. Tại vì hồi nhỏ thì Thầy rất là nhiệt tình trong cái hoạt động, nhất là cái 63 của thế kỷ trước. Cho nên nghĩ là Phật giáo lâm nguy như vậy cho nên mình phải xả thân. Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu, tại sao mình không dám thiêu, hay tại sao mình lại sợ chết đi? Thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng mới nói với Thầy một câu mà lúc đó nghe nhưng mà trong lòng Thầy cũng chưa bằng lòng nữa. Nhưng mà lần lần lớn lên Thầy suy nghĩ rồi Thầy mới thấy Hòa Thượng dạy đúng. Hòa Thượng hỏi Thầy có thương chúng sanh bằng Phật không? Bằng Bồ Tát không? Hay là Trí Quảng nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật?
Đây là điểm mà Thầy suy nghĩ. Tại sao Phật không ra đời, Phật không cứu? Cho nên nên lượng sức mình, xem mình có cứu được không, mình có độ được không. Cho nên chưa cứu được, chưa độ được thì hẹn lại. Hẹn lại, cái hẹn mà đúng nhất trong Kinh Pháp Hoa là khi nào tôi thành Phật thì tôi sẽ độ, khi nào thành Phật tôi sẽ cứu. Là tại vì khi mình thành Phật rồi đó, không ai hại mình được, không ai phá mình được, không ai làm gì mình được hết đó, thì mình mới có khả năng cứu chứ. Còn ngay bây giờ đó, bị ác ma nó phá mình, không tự cứu mình được mà mình nghĩ tới cứu người, thì cái này phải nên cân nhắc. Đó là một cái điều mà Thầy đã học 60 năm về trước. Cho nên là tất cả các Phật tử mình nỗ lực, nỗ lực mình tu hành. Rồi cái thứ hai đó, mà mình đạt được rồi, mình chứng được rồi, mà đi vào trần lao đó, coi chừng mất. Thành ở trên đường tu đó, cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên ở trong nhà thiền, nó có một câu chuyện để mà nó cảnh giác các vị thiền sinh. Là gì? Cái câu chuyện đó Thầy nhớ đọc hồi nhỏ, gọi là cửa tùng đôi cánh gài. Ta nghĩ cánh cửa tùng là tiêu biểu cho cái cánh cửa thiền. Tại cánh cửa thiền, cái cây tùng đó là người ta ví cho cây quý, cây gỗ quý. Nó luôn luôn đứng thẳng, mọc thẳng, tiêu biểu cho người tu hành. Cho nên khi mà mình bắt đầu tu đó, mình đi vào thiền môn, tức vào cửa thiền rồi đó, ở đó tu, thì cái điểm quan trọng nhất là tu cho đắc đạo. Thành ra khi mà tu đắc đạo rồi đó, thì mình có cái gì? Cái người mà đắc đạo đó, thì có hai cái vũ khí lợi hại nhất. Cái vũ khí thứ nhất là trí tuệ. Thành ra trí tuệ của mình sắc bén, cho nên ta ví đây như là cái gươm, cái kiếm. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Huệ Đăng, Hòa Thượng mới bảo là rút gươm huệ, dứt dây tham ái. Chỉ có cái gươm trí tuệ này nữa mới đoạn trừ được hết tất cả các cái nghiệp ác của ta. Đó là cái vũ khí thứ nhất mà người tu thiền phải đạt được. Cái trí tuệ sắc bén cũng như có một thanh gươm sắc bén. Cái thứ hai nữa là gì? Mình phải có một cái kiến chiếu yêu. Tức là luôn luôn lúc nào nữa cũng soi bóng để coi yêu tinh. Ta nói trên cuộc đời này đó là yêu tinh rất nhiều. Nếu mình sơ hở một chút đó, thì coi như mình mất. Ta nói từ cái chuyện này nếu mà ta đọc truyện Tây Du đó, chúng ta thấy Ngài Huyền Trang phải trải qua tới bao nhiêu động yêu. Nên Ngài Huyền Trang phải trải qua 81 nạn, 81 nạn, tai nạn. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà không nhận được, không thấy được, không tự soi lại mình, thì mình có chừng mình lạc mất không hay. Cho nên bảo rằng cái vị thiền sinh này được Đạt Ma Thiền Sư tặng cho một thanh kiếm và một cái gương sáng. Thì cái trường hợp lấy hai cái này mà đi vào cuộc đời để độ sanh. Nhưng mà cái ông này đó, thì giác gươm đi vào trong cuộc đời hành Bồ Tát Đạo để cứu nhân độ thế đó. Thì khi đi vào đó, ông cứ lấy cái gươm này, cái kiến này đó mà chiếu vào mặt của người này, chiếu vào mặt người kia. Cái này là phần nhiều mình chiếu người, mình thấy người mà mình không bao giờ thấy mình. Thành ra các Phật tử nên cân nhắc cho này. Thành ra đa số là mình thấy lỗi của người, chứ mình không bao giờ thấy lỗi của mình. Cho nên cái gương này nó cần phải chiếu ngược lại mình để mà thấy được mình. Thì cái gương mà chiếu ngược lại mình này là gương gì? Thầy nói là cái gương xã hội.
cái gương của cuộc đời. Mọi người nhìn mình như thế nào, mọi người đánh giá mình như thế nào, mọi người phán đoán mình như thế nào đó, là chính con người thực mình chỗ đó đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử đó, khi mà nghe người khen đó, thì phần nhiều mình mừng, mà nghe người chê đó là mình giận. Thành cái tánh mừng hay là giận này đó, nó còn nổi lên trong lòng mình đó. Mình phát hiện nó ra được, lấy cái gương này đó để mà soi vào lòng mình, để phát hiện ra được coi cái trần nghiệp mình còn hay là hết. Cho nên nghiệp mình hết đó, thì ở trong lòng không nổi dậy nữa, không được. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, dầu trời người cung kính cũng chưa lấy đó là mừng, tức là khởi tâm. Đây trên bước đường tu, mừng, giận, sợ, ghét, thương, tất cả cái này nó thuộc về trần nghiệp. Cho nên hai cái vũ khí này là dùng để đoạn nghiệp của mình trên bước đường tu, để soi bóng mình, để nhận diện được mình. Nhưng mà lúc bây giờ thì cái vị thiền tăng này đi hành hiệp chỉ nghĩ tới độ người, cứu người. Mà khi cứu người thì sao? Thành ra cứu người đôi khi trở thành giết người. Bảo là giết người để cứu người. Người xưa bảo là giết một con mèo là cứu được bao nhiêu con chuột, phải không? Sát nhân miêu cứu vạn thử, tức là giết một con mèo cứu được vạn con chuột. Thì như vậy đó, có nghĩa là mình diệt người ác để mà cứu cái người hiền. Người hiền mắc nạn, ta đã đi vào trong cuộc đời này nữa, thì đầu tiên ta nhìn ta thấy gì? Cái người ác quá nhiều, cái người xấu quá nhiều, phải không? Những cái nỗi oan ức ở trên cuộc đời này quá nhiều đi. Ta nhìn kỹ ta thấy. Thầy thì ít có đọc báo, nhưng mà Hòa Thượng Giác Toàn ấy, là phó tổng biên tập báo Giác Ngộ của thầy nữa, thì Hòa Thượng thường hay đọc báo mỗi ngày. Hòa Thượng chắc một chồng báo Hòa Thượng đọc. Ta nói Hòa Thượng đọc ấy, thì Hòa Thượng kể lại cho thầy nghe tất cả những cái chuyện về hình sự. Thầy thì rất sợ hình sự, thầy rất sợ đem cái đó vô trong lòng mình bất an. Đem cái chuyện quỷ mị vô cũng làm mình bất an, mà đem cái chuyện rùng rợn vô cũng làm cho mình bất an. Nhưng bây giờ làm báo mà không đọc, không biết thì đâu phải nhà báo. Cho nên đó là cái cuộc đời. Mà nếu mình có khả năng diệt ác, trừ tà, thì cái trường hợp quý vị thấy ác tà quá nhiều. Cái nhìn của chúng ta ra, ta thấy. Cho nên lúc bây giờ đó, bảo là thiền tăng mà, tức là phải Thiếu Lâm Tự, cứ lấy cái gương chiếu vào mặt của người nào đó thì đều thấy ra tướng ác hết. Mà thấy ác thì giết, thấy ác thì giết nhé. Cho nên võ sĩ Thiếu Lâm Tự là nổi tiếng, là giỏi, ai thấy cũng sợ hết. Cho nên cứ giết người, trừ tà, thấy tà là giết. Tới một thời gian rồi đó, mỏi mệt, mỏi mệt. Bây giờ muốn trở lại cái chỗ cũ của mình, trở lại cái chỗ tu chứng của mình đó. Tại vì xả pháp giới vào trần lao. Vào trần lao một thời gian đó, hai bàn tay đó, mình đã giấy máu, tâm mình đó, biết đủ chuyện hết. Cho nên cái chỗ này rất nguy hiểm trên bước đường tu đó ta nhé. Thì bây giờ nó muốn hoài trở về, về được nữa không? Cho nên cái cánh cửa tùng này bị đóng kín lại rồi, cái cánh cửa thiền này bị đóng cứng rồi, cái tâm mình bị cái nghiệp nó ngăn che trở lại rồi. Cho nên không còn thấy nữa, không thấy đường trở về nữa đó. Cho nên trên bước đường tu đó, có nhiều người bạn đồng hành với thầy, đồng sự với thầy đó, thường hay kể. Trong cái thời gian mình tu đó, đôi khi tự nhiên cái trí mình nó sáng lên,
cái biết của mình đó, nó rất lạ lùng, nó thanh tịnh. Nhưng mà dục nó mất đi, nó kiếm lại không được nữa, không làm sao mà trở lại cái đó được nữa. Đây là những người thực tu đó, chứ còn những người mà tu giả thì chúng ta không bàn tới. Cho nên tất cả những cái điều tốt lành mà chúng ta đã tu được, đã chứng được đó, mà nó mất đi đó, chúng ta tìm lại cái điều này phải nói là rất là khó ở trên bước đường tu. Cho nên cái gì mà ta được, ta chứng được, ta biết trân trọng mà ta giữ chỗ đó, để chúng ta đi lên nữa. Nếu ta có cứu người được thì tốt, mà không thì thôi. Còn cái chúng ta của ta chứng đây, chúng ta đừng bỏ nó. Cho nên chúng ta bỏ nó mất rồi nữa, thì sau này chúng ta tìm lại không bao giờ tìm được. Cho nên giữ cái này để chúng ta tu lên. Đó là trên bước đường tu. Tại vì chúng ta sai lầm rất nhiều, nhưng mà chứng ngộ nữa thì này rất là hiếm và rất là khó. Trên bước đường tu nữa, mặc dầu thầy dạy chúng ta như vậy, nhưng mà ngộ được, chứng được đó, thì của riêng ta thôi. Chứ Phật không cho ta cái này được, thầy cũng không truyền cho ta cái này được. Đó là ở trên bước đường tu, quý vị nên nhớ nhé. Tại vì bỏ rồi, đi làm cái việc này, thì lúc bây giờ đó, vào trần lao bỏ pháp giới, thì lúc bây giờ đó chúng ta đã bị vướng trần không hai. Cho nên bao nhiêu người đi vào trần lao rồi mất luôn, tu không được nữa, bỏ cuộc. Đó là trên bước đường tu. Tất cả những ý tưởng tốt của mình, cái tâm tốt của mình, tất cả những cái này nữa, nó bị cuộc đời này làm biến dạng mất. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên chỗ này nữa là nhắc cho chúng ta là bất xả pháp giới, biến nhập trần lao. Cho nên trên bước đường tu, cái gì chúng ta được rồi, chúng ta trân trọng, chúng ta giữ, đừng để cho mất. Hãy đi vào trần lao thì coi chừng bị trần lao lôi cuốn mất, rồi chúng ta không bao giờ trở lại đây được nữa. Mà vào trần lao ấy, thì bây giờ làm gì? Ở đây bảo là đẳng quan âm chi từ tâm hành phổ hiền chi nguyện hải. Đây là cái việc lớn, cái việc khó làm. Hai cái gương sáng nhất mà chúng ta phải học, tức là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Phổ Hiền. Học Bồ Tát Quan Âm và học Bồ Tát Phổ Hiền để mà chúng ta từng bước trưởng thành hạnh Bồ Tát. Thành cái hạnh Quan Âm thì quý vị nghĩ cái gì? Mặc dù ở trong đó nó có nhiều, nhưng mà thầy là thường thường nghĩ tới cái những cái nào mình có thể làm được thì mình nghĩ. Cho nên cái việc thứ nhất mà thầy nghĩ tới là Quan Âm là có một cái bình nước cam lồ, phải không? Với một cái nhành dương liễu. Thành ra khi mà đọc truyện Tây Du đó là thấy khi nào mà Đức Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm cũng hay sử dụng cái này. Có cây nhân sâm đó mà nó đã chết đi rồi. Chết đi rồi đó, nhưng mà lúc bây giờ đó không ai cứu được hết đó. Thì lúc bây giờ đó phải mời Bồ Tát Quan Âm tới, rồi đó Ngài mới dùng cái nhành dương liễu, Ngài chấm vô trong cái tịnh bình của Ngài, Ngài rải lên nó một cái đó, là cây này từ từ sống trở lại, phải không? Các Phật tử có bao giờ coi truyện Tây Vũ Du không? Sống lại cây đúng không? Nhưng mà cái chỗ này đó, ta biểu là hiểu như vậy là hiểu theo tiểu thuyết. Còn hiểu theo người tu, hiểu theo kinh Pháp Hoa thì khác. Thành cái bình nước cam lồ, cái tịnh bình này là gì? Là chỉ cho cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta này. Đấy. Cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó làm sống vậy. Bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người nữa chết, ta có thể làm cho họ hết khổ, làm cho họ sống lại được đó, là nhờ cái tâm này. Cho nên trên bước đường tu đó, học hạnh của Quan Âm là tu cho được cái tâm này, cái tâm từ bi của Bồ Tát Quan Âm này. Đây quan trọng đó. Tại vì đó, Ngài nghĩ tới ta cảm thấy an lành, ta nghĩ tới Ngài ta cảm thấy an lành. Cho nên trên bước đường tu đó,
Thầy đã trải nghiệm cái điều này. Tại vì Thầy sanh ra trong thời kỳ Pháp thuộc và lớn lên ở trong cái thời kỳ chiến tranh, cho nên cái sống với cái chết nó gần kề bên mình. Vì vậy đó mà Thầy thường hay nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm. Nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm và Thầy tin là Bồ Tát Quan Âm sẽ thương và cứu giúp mình, cho nên từ cái chỗ đó mà thoát qua hết tất cả các cái tai nạn để sống được, tu được. Cho nên lúc bây giờ Thầy mới nhận ra được cái bình nước cam lồ mà mình uống được đây, đó là cái tâm thanh tịnh của Bồ Tát Quan Âm cho mình, nghĩ tới mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đẳng Quan Âm chi từ tâm là mình phải làm sao mà mình học được này. Thì ở trên cái bước đường tu đó, ta trải nghiệm qua ta thấy được, khi nào tâm chúng ta an lạc thì mọi người thấy ta họ an lạc theo. Tâm chúng ta thương xót thì mọi người thấy ta họ thấy được cứu rỗi, an lành. Còn nếu mà tâm chúng ta nóng nảy, tâm chúng ta bực tức thì lúc bây giờ mọi người thấy ta họ sợ. Họ sợ như ác ma vậy, tại vì hung dữ. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái tâm này nữa là ta tiêu biểu cho cái bình. Ta nói trong cái bình mình là chứa những cái tánh nóng nảy, cái tánh hung dữ, cái tánh tham lam, cái tánh ích kỷ, tất cả những cái tánh xấu này nó chứa vô trong tâm mình nữa. Nếu mà cái người mà chứa đầy những cái này nữa thì mọi người thấy được ta nữa, họ sợ. Họ sợ, họ khổ. Họ thấy ta họ có như là thấy ác ma mà sợ chứ. Còn bây giờ đó, tâm chúng ta đó mà chứa đựng bốn cái đức tính từ bi hỷ xả đó, của Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó mọi người tới với chúng ta đó, họ chấp nhận được, họ dễ gần chứ. Thành ra có nhiều người đó họ nói tại vì tôi thích gần Thầy đó, là vì Thầy không cố chấp. Thành chỉ được cái tâm xả thôi. Thành ra ai có nói xấu mình, ai có làm gì mình đi nữa đó, rồi mình cũng bỏ qua, mình không bận tâm trong chuyện này. Cho nên một lúc rồi đó họ mới cảm thấy họ có lỗi với mình. Họ tới họ nói với mình, rồi họ gần gũi mình. Là vì họ biết đó, mình luôn luôn tha thứ, mình luôn luôn bỏ qua, cho nên họ dám gần. Chứ còn cái người mà cố chấp đó, bảo là sống giữ dạ chết mang theo đó, thì ai dám gần không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên học cái hạnh Quan Âm. Thành ra đầu tiên đó là mình làm sao mà trang bị cho mình có một cái bình nước cam lồ, tức là sẵn ở trong lòng mình đó, sẵn thương người cứu người đó. Ở bên ngoài nữa thì một tay nữa đó là Ngài cầm cái nhành dương liễu. Mà cái nhành dương liễu này quý vị thấy nó có cái đặc biệt gì? Nó rất mềm mà nó không bao giờ gãy. Nên em mỗi một lần mà Thầy làm lễ sái tịnh thì các Phật tử nó ưa hái một cái bông bỏ vào trong chén nước để Thầy sái. Nhưng mà nếu hãy người ta bỏ một cái hoa đó, như là cái hoa cúc hay hoa vạn thọ, thì quý vị thấy sao? Rải lên cái gãy liền tức, phải không? Còn cái nhìn dương liễu này đó, dù có rải mạnh, rải nhẹ như thế nào đi nữa, nó cũng không gãy. Cái này là tiêu biểu cho sức chịu đựng và mềm dẻo của Bồ Tát Quan Âm trên bước đường tu. Cho nên người Nhật họ nương vào cái chỗ này mà họ lập ra một cái thế võ họ gọi là nhu đạo. Thành ra nhu đạo, nhu có nghĩa là mềm. Thành ra mềm nhưng nó không gãi. Còn nếu mà nó cứng thì nó chạm vào người đau. Và nếu hãy gặp một cái vật cứng hơn thì nó sẽ gãi. Cho nên Bồ Tát Quan Âm giữ được cái tâm như thế, cái hành động như thế, cho nên Ngài luôn ở trong thế giới Ta Bà này. Cho nên chỗ này ta có cái nguyện, ta làm giống như Đức Quan Âm. Ngài có 12 nguyện, nhưng mà Thầy nói đây là một nguyện thôi. Còn các nguyện khác nữa đó, thì thôi để từ sau mới tính, phải không? Những cái sau còn nhiều cái khó lắm.
Thành thế giờ sao ông tính? Được một nguyện của Ngài Tâm. Còn Bồ Tát Phổ Hiền á, thì mười hạnh. Ta gọi là nguyện hải, nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn như là biển cả. Thành ra nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ ta học, quý vị học được một hạnh thôi thì Thầy nghĩ cũng tốt rồi. Cái hạnh mà Thầy chọn ở đây đó, gọi là cái hạnh tùy hỷ. Cái hạnh tùy hỷ. Phổ Hiền có cái hạnh mà Thầy thấy Thầy rất thương là cái hạnh tùy hỷ. Tức là ai làm cái gì mình cũng chấp nhận được, cũng có thể tùy hỷ được hết, chứ không bao giờ chống lại, không bao giờ ngược lại. Tại vì Thầy biết cái chuyện đó người ta sai rồi, mà người ta sai rồi đó, mà mình phản ảnh cái sai của người ta đó, thì cái chuyện này làm cho người ta khổ, người ta buồn, cũng không làm. Tại vì chuyện đó đã qua rồi, họ sai rồi, thì thôi, cũng bỏ qua đi. Mình tùy hỷ cái này. Mình nghĩ rằng đây là cái ý tưởng tốt của họ, nhưng mà tại họ nghĩ sai lầm, họ làm nó không đúng, cho nên nó đưa tới cái kết quả như thế. Đó. Thì cái chuyện rồi, chuyện mà qua rồi, chúng ta không nhắc lại nữa. Cho nên tất cả các Phật tử khi tu hành, thấy một người nào đó sai trái rồi, ta cứ ghim trong lòng, ta cứ nhớ mãi cái điều này, cứ hay gặp họ là ta nghĩ tới chuyện này, ta nhắc lại luôn đó, thì đây là cái hành không tốt. Cho nên thôi, bỏ. Đó. Cái này bỏ qua đi. Cái thứ hai đó là trong cái lúc đó mà họ làm, ta biết là sai rồi, nhưng mà bây giờ họ cố giữ, họ ngoan cố, gọi là cố giữ không bỏ đó, thì bây giờ Đức Phật bảo là khuyên họ đến ba lần mà họ không bỏ. Đó. Đó, họ không bỏ thì thôi, không khuyên nữa, phải không? Thành ra mình biết cái này nó sai rồi, nhưng mà mình nói họ không nghe đâu. Đấy. Thành họ không nghe thì mình khuyên tới ba lần họ không nghe nữa, thôi làm thinh. Cho nên Hòa Thượng Lý Tịnh hồi Thầy còn trẻ đó, thành ra Hòa Thượng khuyên Thầy, Thầy không nghe, nhất định không nghe. Thầy nói Hòa Thượng tiêu cực, lúc nào cứ ở trong thiền thất dịch kinh niệm Phật thôi, không chịu dấn thân. Thầy khuyên Thầy không nghe. Thầy Hòa Thượng nói Thầy một câu mà rất dễ thương, mà tới bây giờ Thầy vẫn nhớ và Thầy suy nghĩ. Mai mốt ông lớn rồi ông biết. Tại bây giờ mình còn trẻ, mình còn nhiệt tình, mình còn hăng say. Nếu ai mà nói gì ngược lại với cái ý của mình, nghĩ của mình là mình đều khó chịu hết. Đây, hồi nhỏ Thầy có cái bệnh này. Thầy nói Hòa Thượng Trí Tịnh, ông khuyên không được. Hòa Thượng nói, mai mốt ông lớn rồi ông biết. Nhưng mà cái câu nói đơn giản như vậy đó, mà Thầy càng lớn lên càng thấm, không? Càng thấm lần. Rồi trong lúc lớn lên rồi thì mình biết được một cái việc, một số việc mà mình hồi nhỏ mình không biết, mình thấy mình sai. Rồi đó, trong cái thời gian Thầy làm trưởng ban Hoằng Pháp đó, lúc đó Thầy trẻ, Thầy mới có 40 tuổi thôi. Hòa Thượng khuyên Thầy thêm câu nữa, mai mốt ông già rồi ông biết. Mà bây giờ Thầy 76 tuổi Thầy mới biết, bây giờ mình già rồi mình mới biết. Biết được con người thực của mình, biết được sức khỏe của mình, biết được cái cuộc đời này đó, tương đối nó rõ hơn. Cho nên là tất cả các Phật tử nên hiểu. Ta nên học cái hạnh. Học cái hạnh. Cái hạnh Phổ Hiền. Ta nên ai làm cái gì mình cũng tha thứ, ai làm cái gì mình cũng chấp nhận, ai làm cái gì mình cũng tùy hỷ, để cho cái tâm mình nó được an lạc. Chứ đừng bao giờ nghĩ ngược trở lại, khổ sở lắm. Thành ra Thầy thấy có những người luôn luôn cứ nghĩ ngược lại. Ta nên nghĩ ngược lại thì thường thường mình khổ. Tại vì mình muốn như thế này mà người ta muốn khác đi, phải không? Thì cái trường hợp mình khó chịu chứ. Thành ra mình gặp những cái người mà họ ngược lại với mình nhiều quá, mình ức ở trong lòng. Vì vậy đó mà thôi, mình cũng không muốn ngược lại với ai, để tùy hỷ với họ đi. Rồi mai mốt họ lớn lên rồi họ biết, mai mốt họ già rồi họ biết, phải không? Hay cái cao nhất là mai mốt thành Phật rồi biết. Chứ bây giờ họ chưa thành Phật mà thành ra
nói chuyện của Phật họ cũng đâu có biết được, họ không thể chấp nhận được. Đó là ở trên cái bước đường tu, Thầy nói hành phổ hiền chi nguyện hải. Tha phương thử giới trục loại tùy hình, ưng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp. Thế nên tới chừng đó mình mới đi từ chỗ này sang chỗ khác. Tha phương là phương xa, thử giới là cõi này. Thế nên đi từ xứ này qua xứ khác, tùy theo mỗi nơi nó có khác nhau. Nên Thầy thường hay nói cũng là Phật giáo, nhưng mà ở bên Mỹ họ tu khác, ở bên Tây họ tu khác, mà ở bên Nhật họ tu khác, nhưng mà Việt Nam mình tu khác chứ. Thế nên ở Việt Nam là mình tu theo kiểu của Việt Nam, mà qua bên Mỹ thì phải tu theo cái kiểu của Mỹ, phải không? Thế nên tu theo kiểu Mỹ là sao này? Thế nên các Phật tử ở bên Mỹ đó, là cái chuyện chính của nó, tu thì tu nhưng mà phải làm để sống. Tức là phải làm để sống. Đó là cái cách của họ. Cho nên ở bên Mỹ thì tu nhưng mà phải làm việc, chứ không có được ở không. Ở Việt Nam chúng ta đã hãy nói khi mà tu thì mình không có làm gì hết. Bây giờ đi chùa tu rồi thôi không làm. Nhưng mà cái cách tu của mình đó, ở bên Mỹ họ không chấp nhận. Mà thậm chí đó, Thầy nói bên Nhật họ cũng không chấp nhận nữa. Bên Nhật họ cũng tu Đại Thừa nhưng mà họ không chấp nhận mình nữa. Thế nên họ nghĩ là cái trường hợp cái người tu hành là cái điều thứ nhất là gì? Tức phải làm sao đó mà mình học theo Phật là mình phải học để nâng cái trí tuệ mình lên cao nhất mà mình có thể nâng được để thành Phật. Cái thứ hai là mình phải làm được nhiều việc nhất mà mình có thể làm được. Chứ còn tu mà không làm cái gì lợi ích cho ai hết thì cái trường hợp này họ không chấp nhận. Cho nên họ căn cứ hai việc. Một là cái hiểu biết của mình, hai là cái hành động của mình, tức là việc làm. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả các Phật tử mà ở trong đạo tràng Pháp Hoa đấy nên cân nhắc và nên hiểu cho này. Ở trên cuộc đời này mình làm được cái gì cho những người chung quanh mình? Khi vào chùa tu mình làm được cái gì cho chùa, cho đạo? Cái công đức sanh ra là từ chỗ đó. Thế nên có những người nữa, Thầy nói là sáng người ta tới tụng kinh xong rồi người ta đi quét lá, người ta đi nhổ cỏ, mà ngày nào người ta cũng dành cái khoảng thời gian người ta làm như vậy thì ít nhất ta cũng lượm được cái gai, cũng nhổ được cọng cỏ, cũng quét được mấy cái lá. Họ cũng có làm được việc. Còn chúng ta không làm được cái gì hết thì cái này không kể. Đó. Cho nên cái cách làm. Nên ở đây thì cái trường hợp mình đây đạo tràng Pháp Hoa đa số là nó thuận cho các đại hữu cư sĩ hơn. Vì vậy mà mấy thầy xuất gia này là khó thực hành được. Tại hạnh của Bồ Tát. Hạnh của Bồ Tát. Còn đi xuất gia là hạnh của Thinh Văn. Hạnh của Thinh Văn. Cho nên Đức Phật hạn chế rất nhiều việc không cho làm. Đức Phật không cho mấy thầy làm. Còn mấy đại hữu cư sĩ đó thì làm đủ việc hết. Làm quan được, làm vua được, làm tướng được, làm cư sĩ được, làm tế quan được, làm trưởng giả được. Nghề nào, ngành nào cũng có thể dấn thân vào trong đó làm được hết để cứu đời. Còn mấy thầy này thì không được. Mấy thầy này thì đi vào trong mấy chỗ đó thì cấm hết. Thành ra Đức Phật chỉ cho mấy thầy làm một cái việc duy nhất là gì? Tức là thuyết pháp. Học cho thật rộng, nghe cho thật nhiều, tu cho thật cao, tâm cho thật thanh tịnh, rồi dùng cái này để mà cảm hóa, để mà giáo hóa cho chúng sanh. Tạo cái thế cân bằng đạo đức của xã hội. Đây là cái việc của mấy thầy làm, chứ không phải là các cái khác không làm. Còn các đại hữu khác có thể làm luật sư, phải không? Thầy nó có thể làm luật sư. Cho nên ở bên Nhật thì nó nghĩ tới cái này nhiều hơn. Tại làm luật sư có thể can thiệp được cho một số những người quan ức. Làm trưởng giả, tức là làm giám đốc một cái công ty, có thể giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người, hàng ngàn người. Thì hành Bồ Tát Đạo là phải nghĩ tới chỗ đó.
Cho nên tha phương thử giới trục lợi tri hình. Thành ra khi mình tu đó, cái chỗ này Bồ Tát Quan Âm đó, đáng làm cư sĩ thì Ngài làm cư sĩ, đáng làm trẻ con, Ngài làm trẻ con, đáng làm tế quan, Ngài làm tế quan, mà đáng làm tiểu vương, Ngài làm tiểu vương. Trục lợi tùy hình là theo đó, chứ không cố chấp bắt buộc là phải ông thầy tu. Còn bây giờ nữa, như thầy là ông thầy tu rồi nữa, thì dầu đi tới chỗ nào đi nữa thì cũng là ông thầy tu, chứ không thể khác hơn được. Đây là cái nguyên tắc mà đã quy định. Cho nên hành Bồ Tát Đạo đó, thì cái trường hợp đó, cái phần tại gia đó, các đạo hữu nó dễ làm hơn. Còn đi xuất gia đó là thuận với cái hành thinh văn, chứ không thuận với cái hành của Bồ Tát. Ra cứu đời nữa thì cái trường hợp này khó. Ưng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp. Ta đã đi vào cuộc đời mang đủ các cái hình thức như vậy á, làm gì? Nhằm cái mục tiêu là làm gương tốt cho cuộc đời. Thế nên làm gương tốt cho cuộc đời đó. Cái đó là diễn dương diệu pháp. Cái lý sâu xa ở bên trong của nó là như cái trường hợp đó, Trần Hưng Đạo hay là Trần Thái Tôn. Thành ra vua Trần Thái Tôn ấy, khi mà ông buồn quá, ông khổ quá đi, ông mới lên trên Yên Tử, ông gặp Phù Vân Quốc Sư. Thì bây giờ ông nói là ông muốn ở đây ông tu luôn, phải không? Ở trên chùa, trên núi ông tu luôn đi, chứ không muốn về làm vua nữa. Thành ra Phù Vân Quốc Sư mới khuyên Trần Thái Tôn đó, ông có thể làm vua được, ông có thể cứu người được, ông có thể làm được bao nhiêu công việc ấy, mà tự ông bỏ hết cái này đi, ông lên ông ngồi trên núi ông làm cái gì? Lên ngồi núi đâu làm gì? Cho nên con người ta sanh ra trên cuộc đời này trong một cái hoàn cảnh nào đó thì ta nên tu trong hoàn cảnh đó. Ta nếu hoàn cảnh tốt như vậy, cứu đời giúp người, sanh ra bao nhiêu công đức mà mình không làm được, để mình lãng phí một cuộc đời đi thì cái này không nên. Lúc bây giờ đó Trần Thái Tông mới nghe lời Phù Vân Quốc Sư mà trở về làm vua và cầm quân dẹp giặc, phải không? Tức là đánh quân Nguyên. Nhưng mà như vậy là tu. Thì bây giờ đó mặc dầu đó ông làm vua, ông đánh giặc, nhưng mà nghe lời Phù Vân Quốc Sư dành cái thì giờ trở lại đó để mà nghiên cứu tìm hiểu về thánh điển, tức là những lời dạy của Đức Phật và kinh nghiệm của các vị thiền tổ đã đắc đạo, lấy cái đó nó tu hành. Cho nên ông làm được bao nhiêu cái chuyện xã hội như vậy rồi đó, ở trong thiền môn đó, thì bây giờ đó ông cũng biên soạn được một bộ gọi là Thiền Quyển Tập Anh. Tức là mấy thầy đó nhiều khi tu đông như vậy mà không ai làm được hết, còn ông vua này đó vừa làm vua cầm quân dẹp giặc như vậy đó mà biên soạn được một Thiền Quyển Tập Anh. Thiền Quyển Tập Anh là cái gì? Tức là ông ghi trở lại các cái bậc mà thiền sư đắc đạo, những cái lời nói mà ông đã áp dụng vào trong cuộc sống, ông thấy đúng và thành công được, cho nên ông ghi chép trở lại để cho đời sau. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cũng giống như bây giờ tất cả những cái gì mà thầy đã trải nghiệm trong cuộc sống tu hành của mình đó, thì thầy biên thành sách để cho tất cả những người đời sau, người ta có thể căn cứ theo đây mà người ta biết cái người đi trước mình đã trải nghiệm, người ta học. Những cái nào đúng thì người ta đi theo, những cái nào sai mình cũng ghi đó để người ta biết, người ta tránh. Thế nên trên cái bước đường tu hành là như vậy. Cho nên Đại Thừa đó là nhắm vô cái vấn đề tu chứng và làm lợi cho cuộc đời. Trục loại tùy hình, ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp. Thì bây giờ đó, nếu mà không nhờ Trần Thái Tôn, không nhờ Trần Nhân Tôn đó, thì cái trường hợp Phật giáo đời Trần không có. Mà Phật giáo đời Trần không có đó, thì coi như là nhắc tới lịch sử, người ta thấy Phật giáo không làm được cái gì cho đất nước này, thì làm sao mà nhân dân ta công nhận được. Cho nên các vị này họ có cái công lao đóng góp rất lớn ở trong Phật giáo. Cái đó là diễn dương diệu pháp đó. Tức là cái thuyết pháp
mà Đức Phật nói là thuyết pháp bằng hành động, thuyết pháp bằng cái tâm của mình, chứ không phải thuyết pháp bằng ngôn ngữ. Mấy thầy lên tòa thuyết pháp là thuyết bằng miệng, thuyết bằng ngôn ngữ, nhưng mà tất cả các đại hữu cư sĩ đó, mình thuyết bằng hành động của mình. Tại vì thực tế mình làm bằng hành động thì mọi người nhìn thấy được, họ phát tâm, cái này tốt. Với một cái tâm tốt của mình, nghĩ tới mọi người, thì lúc bây giờ đã làm cho mọi người phát tâm, thì đây là cái trường hợp thuyết pháp mà thuyết bằng cái tâm. Cho nên thầy nói là đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy, thành cái ông này đó đương nhiên không phải là pháp sư, không phải giảng kinh, không phải là dạy thiền, nhưng mà vì cái ông này đó là thường siêng năng ngồi thiền, siêng năng tọa thiền, có thì giờ rảnh thì lại ngồi thiền, ông này chuyên môn thiền. Cho nên chính cái tu của ông ấy nó làm ảnh hưởng cho những tướng lĩnh khác, những người khác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhiều tướng lãnh của Việt Nam mình có cảm tình với Đạo Phật là nhờ ai? Thầy nói là nhờ hai ông. Thứ nhất là ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thứ hai là ông Đại tướng Văn Tiến Dũng. Ông Văn Tiến Dũng là gì? Ông Văn Tiến Dũng từ một nhà sư, nhưng mà gọi là cởi ca sa khoác chiến bào, tức là đi đánh giặc, làm tướng. Cho nên có những lần mà thầy gặp những cái vị tướng, thành ra họ hỏi thầy biết đại tướng Văn Thí Dũng không? Thầy nói là chỉ biết trên lịch sử thôi, chứ còn thầy không gặp ông. Thì cái ông này mới nói với thầy này, đó là đại tướng Văn Tiến Dũng là trước đây cũng tu như thầy vậy đó. Tôi nói thầy đó, ông Dũng ông cũng tu như thầy vậy đó, nhưng mà ông ra ông cứu nước. Đấy, ông ra ông cứu nước. Đó là ở trên bước đường tu đó, mình nhận ra được này. Cho nên thầy thuyết thì mấy ông tướng này không nghe, nhưng mà đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ ngồi thiền chút xíu thôi, không thuyết lời nào hết, nhưng mấy ông tướng khác nhìn thấy ông ngồi thiền một cái là cũng bắt chước ngồi theo, bắt chước ngồi theo. Còn ông Văn Tiến Dũng thì cái trường hợp cũng không thuyết pháp, nhưng mà từ một ông nhà sư không thuyết pháp rồi đi ra làm tướng cầm binh dẹp giặc, mà làm cho các tướng lãnh khác họ thấy, họ có cái kính nể. Cho nên kính nể ông Văn Tiến Dũng thì từ cái chỗ đó họ mới nghĩ tới Đạo Phật. Cho nên họ nghĩ tới Đạo Phật, nghĩ tới Đạo Phật cho nên bây giờ mới làm một cái việc gì đó cho Đạo Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nhận ra cái điểm này. Cho nên cái thuyết pháp ấy là không bằng ngôn ngữ, phải không? Nhưng mà thuyết bằng hành động, thuyết bằng cái tâm của mình ấy, thì cái điểm này mới quan trọng. Cái này là việc làm của các vị ta. Nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến. Đây là nê lê là gì? Là địa ngục. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là ở trong ba đường ác này. Ta ở trong ba đường ác, nhưng mà nói trong ba đường ác đó, nó thực ra nó là trong cuộc sống mình đây. Ta nói trong cuộc sống mình đây nè, có người họ tù tội, họ làm lỡ rồi đó, họ bị giam cầm, họ bị kêu án, họ bị khổ sở. Nơi đây là tức là địa ngục, bị giam trong đó. Nhưng mà ở trong cái lúc đó, những người mà bị giam cầm, bị tù tội, bị đau khổ như vậy đó, thì nếu mà tất cả mọi người chúng ta đây nè, chúng ta đi vào tận đó, ta an ủi họ, ta tặng quà cho họ, ta có thể trao đổi với họ một vài cái câu chuyện nhỏ về đạo đức thôi, thì cũng làm cho họ được nhẹ nhàng. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên có nhiều người họ phạm phải cái tội, họ bị oan ức,
rồi họ bị tù đày. Họ bị tù đày. Nhưng mà trong lúc đó họ may mắn, họ may mắn đó, họ gặp được một cái cuốn kinh, phải không? Họ gặp được cái cuốn kinh, hay họ gặp được một cái bài thuyết pháp nhỏ. Nhưng mà trong lúc đó, tự chính cái chỗ này đó, nó làm cái sự an ủi. Cho nên thầy nhớ, không biết cái năm nào đó mà ở thành phố mình tổ chức một cái hội thảo, biết hội thảo về Bác Hồ, hội thảo gì cái gì đó thầy quên rồi. Nhưng mà bây giờ đó, họ mời thầy viết một cái bài tham luận. Ta nghe viết bài tham luận thì lúc bây giờ đó, cái tờ báo Nhân Dân ngoài Hà Nội, cho nên tờ báo Nhân Dân ngoài Hà Nội đó, họ nói ở cái bài này họ thấy hay quá, cho nên đó, họ xin đăng lên cái tờ báo Nhân Dân đó. Thầy nói nếu đăng được thì tốt. Cho nên khi mà đăng lên cái tờ báo Nhân Dân đó, thì bây giờ đó, ở trong tù đó là họ được đọc một số những cái tờ báo mà trong đó có tờ báo Nhân Dân. Cho nên cái ông tù này đó, ông mới đọc, ông dở ra, ông thấy là có cái bài mà của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, nó đọc thử có gì. Thì bây giờ đó, cái ông này ông đọc được cái bài này đó, ông cảm thấy đây là cái nguồn an ủi và cái nguồn sống của ông ta ở trong tù. Cho nên thầy nói là ở trong địa ngục, thầy nói trong địa ngục nếu mà mình tu hành đắc đạo rồi đó, mình đưa cái tâm thương xót mình vào trong địa ngục, thì người đọa trong địa ngục đó họ cũng phát tâm được. Hay là thậm chí đó, một cái bài viết của mình, một câu chuyện của mình, nhưng mà họ đọc thấy được đó, cũng là cái nguồn an ủi của họ. Cho nên đây là nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung ở trong hoàn cảnh. Thì ở trong đó đó làm cái gì? Phóng đại quang minh hoặc hiện chư thần biến. Tức là cái khả năng mình, cái năng lực mình tới đâu đó thì mình đều làm. Như tất cả các Phật tử đó, mình có thể là đi cứu trợ chẳng hạn. Cái người mà nghèo đói, bệnh hoạn, bị tai nạn, lũ lụt, thì bây giờ chính mình ra tới ngoài đó, mình tặng quà, mình giúp đỡ cho họ đi. Thì cái này là ở trong ngạ quỷ, ở trong cái đường nghèo đói khổ sở này, mà họ nhận được những cái món quà như vậy đó, cũng là cái nguồn an ủi. Thì cái này đó, tức là tất cả, đây ta dùng cái chữ thần biến, nhưng mà thầy muốn nói thực tế một chút đó, là ta có thể làm được cái gì cho những người mà bị giam cầm ở trong địa ngục, từ địa ngục trần gian cho đến địa ngục lương tâm, cho đến địa ngục sau khi chết, không? Ta có thể làm được, làm được một số các cái công việc đó. Còn ngạ quỷ đó, thì những cái người mà đọa vô đường ngạ quỷ thực sự, nhưng mà thực tế đây đó là những người mà nghèo đói ở trong xã hội. Cho nên làm sao mà chúng ta có một cái đóng góp nhỏ trong cái vấn đề giúp cho những người mà quá nghèo, quá đói, quá khổ này nữa. Đó là cái điều quan trọng. Rồi xa hơn một chút nữa đó, thì bây giờ đó, mình đây, mình nghĩ tới tất cả các cái loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói, cho nên đó, thường mình cũng thí thực. Cho nên mình cũng thí thực, tức là mỗi nửa tháng mình cúng một lần, phải không? Thành ra mình vừa cúng thực phẩm mà mình vừa tụng kinh siêu độ cho tất cả những cái người mà họ chết oan chết ức, thì cái trường hợp này đó họ được giải cái oan nghiệp của họ. Đây là hai cái con đường mà Đức Phật đặt ra cho chúng ta: địa ngục và ngạ quỷ. Thì khi mà mình tới làm cái việc này đó, thì các Phật tử chúng ta đừng nên phạm phải sai lầm. Đôi khi chúng ta làm nữa mà chúng ta phạm phải sai lầm. Thành ra bây giờ đó, có một cái đạo hữu mà kỳ trước thầy nói đó, là vì thích đi làm cứu trợ, đi theo mấy thầy cứu trợ, rồi gặp chuyện này gặp chuyện kia, một hồi bực tức quá rồi thôi không làm nữa. Cái này là sai. Thành ra trong lòng mình nghĩ như thế nào đó, rồi cái việc làm mình như thế nào đó, mà làm cho những người khác họ ức đi, làm người khác họ khó chịu, tên họ khó chịu, họ đối xử với mình tệ, thì lúc bây giờ đó mình lại bực tức thêm nữa, thôi không làm nữa, không cho nữa, cho nó ăn nhưng mà nó
Nó chẳng như không biết ơn mà nó còn lại có những cái lời mà khiếm nhã thêm. Thành ra không làm. Cái này là sai lầm. Thế nên chỗ này đó, Đức Phật dạy mình đó, khi ra làm cái này đó, phải đạt được cái này. Kỳ hữu kiến ngã tướng nải chí văn ngã danh giai phát bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ. Nếu làm được cái này đó, thì mới làm. Cái này là việc của Bồ Tát. Thế nên mình làm được hay là không làm được, cái chuyện này không quan trọng. Nhưng mà khi mình xuất hiện ở đâu, mọi người nhìn thấy mình á, họ được an lạc. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên các vị mà muốn làm cái việc này đó, là đầu tiên mình phải cố nỗ lực tu sám hối cho sạch nghiệp đi, rồi phải phát cái tâm đại bi lên á, thì lúc bây giờ họ nhìn họ thấy mình, họ thấy được cái tâm đại bi đó, thì họ mới có thể, họ có thể phát tâm được. Chứ còn trong lòng của mình á, còn đầy ắp những cái trần lao nghiệp chướng, ta nên nhìn thấy mặt mình á, thì họ khó chịu rồi. Cho nên có những người mà họ nói với Thầy một câu rất là dễ thương đó. Họ bảo là ăn trong nước mắt, phải không? Thành ra các Phật tử có người nào rơi trong tình trạng đó. Thành ra có những cái đứa con bất hiếu, có những người mà họ tặng quà cho mình nhưng mà họ khinh dễ, họ xem thường mình đó. Thì cái trường hợp này đó, làm sao mà vui được, làm sao mà ăn cho được. Cho nên Đức Phật mới nói là tất cả những cái cúng dường đó không có một cái nào tốt hơn là kính tín cúng dường. Mình không cho họ đồng bạc nào hết, mình không cho họ thức ăn, không cho họ gì hết. Nhưng mà mình chỉ có kính trọng họ thôi, thì chính cái này là nguồn an ủi lớn chứ. Chứ còn mình tặng cho họ nhưng mà họ nuốt không vô. Nó bảo là ăn trong nước mắt, phải không? Thành ra đây trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nghiệm rồi chúng ta nhận thấy mâm cao cổ đầy nhưng mà nuốt không vô. Cái người cho như thế nào đó mà người ta nuốt không vô. Còn nếu mà chúng ta có cái tấm lòng tốt, chúng ta có lòng tốt, thương người thực sự, thì người ta biểu gì? Một hạt muối cắn làm hai, phải không? Nhưng mà vẫn ngọt, vẫn ngon, vẫn ăn được. Đấy, cái này sự thật nhất. Còn trong lúc đó mà cái tâm mình như thế nào đó mà mình dọn cổ lên, không ai muốn ăn hết. Các vị nên nhớ. Cho nên cái điều thứ nhất Đức Phật nói là kính tín cúng dường. Đầu tiên họ ở trong giai cấp nào không biết, mình chỉ có thương họ, mình có kính trọng họ, thì chính cái này là cái điều của Bồ Tát làm. Rồi nó dẫn tới cái thứ hai nữa, nó là hạnh cúng dường. Tức là từ cái tâm mình như thế, từ cái tâm đó nó dẫn tới cái hành động thương người cứu đời, thì cái trường hợp này đó hạnh của Bồ Tát. Thì chúng ta làm như vậy đó thì chắc chắn ai cũng quý trọng. Cho nên họ thấy ta tới là họ mừng rồi. Ta chưa cho họ cái gì hết nhưng mà họ mừng rồi. Họ nghe tới tên ta nữa thì họ phát tâm rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hành Bồ Tát đạo là chỗ đó. Còn mới ban đầu quý vị làm cái tâm mình nó còn bẩn. Cho nên họ thấy mình họ khó chịu, họ nghe tới mình họ không muốn tiếp. Đó là trên nhận ra được. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.